Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn xem bản tin bóng đá của chúng tôi với những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông báo đã nhận lời mời của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam sang nước bạn thi đấu hai trận giao hữu dịp FIFA Day tháng 10 năm 2023. Theo lịch thi đấu được Liên đoàn bóng đá Trung Quốc gửi tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Trung Quốc tại trận đấu đầu tiên diễn ra vào ngày 10 tháng 10 năm 2023 và gặp đội tuyển Uzbekistan vào ngày 13 tháng 10 năm 2023. Thời gian thi đấu và địa điểm tổ chức các trận đấu sẽ được Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cập nhật sau. Những số liệu thống kê đã cho thấy rõ ràng đây là hai đối thủ có trình độ cao hơn so với đội tuyển Việt Nam. Do vậy, chuyến du đấu tại Trung Quốc vào tháng 10 tới hứa hẹn sẽ là vô cùng chất lượng đối với đội tuyển Việt Nam trong bước chuẩn bị cho cuộc đua tại vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ khởi tranh vào tháng 11 năm 2023. Thông tin chuyển nhượng V-League mới nhất từ phía câu lạc bộ Bình Dương. Đội bóng này sẽ gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Huỳnh Đức tới năm 2024. Câu lạc bộ Bình Dương nhọc nhằn trụ hạng ở V-League 2023 nên đã tiến hành thanh lọc lực lượng đồng thời chiêu mộ nhiều tân binh chất lượng để thực hiện tham vọng của mình ở mùa giải 2023-2024. Những nội binh đáng chú ý mà câu lạc bộ Bình Dương ký hợp đồng gồm Tuyên Quang, Văn Đô, Hải Huy hay Quế Ngọc Hải, đây đều là những cầu thủ chất lượng có thể giúp đội chủ sân gò đậu thực hiện mục tiêu của mình. Trên bằng ghế huấn luyện, câu lạc bộ Bình Dương gia hạn với một loạt các trợ lý. Đáng chú ý nhất là trường hợp của huấn luyện viên Huỳnh Đức cũng được gia hạn hợp đồng tới năm 2024. Với những sự đầu tư mạnh tay từ phía đội bóng, nhiệm vụ của huấn luyện viên Huỳnh Đức ở mùa giải mới chắc chắn không phải là xuất chủ hạng mà nhiều khả năng sẽ đua vô địch với công an Hà Nội, Hà Nội FC, Việt theo FC và câu lạc bộ Nam Định. Thông tin chuyển nhượng V-League mới nhất của câu lạc bộ Thanh Hóa, đội bóng này đã chiêu mộ thành công Đình Bảo từ Hoàng Anh Gia Lai. Sau thành công ở mùa giải 2023, câu lạc bộ Thanh Hóa chia tay hàng loạt trụ cột từ nội binh lẫn ngoại binh. Do đó, ba lãnh đạo của câu lạc bộ Thanh Hóa đã phải gấp rút tuyển mộ tân binh để chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong thông báo mới nhất, câu lạc bộ Thanh Hóa xác nhận đội bóng này đã chiêu mộ thành công Trần Đình Bảo từ Hoàng Anh Gia Lai. Hậu vệ Đình Bảo sinh năm 1997, từng khoác áo bà Rịa Vũng Tàu, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Hoàng Anh Gia Lai. Ngoài trường hợp của Đình Bảo, câu lạc bộ Thanh Hóa cũng vừa chiêu mộ thành công Thái Khắc Huy Hoàng, vị trí sở trường của Thái Khắc Huy Hoàng là hậu vệ. Tính đến thời điểm này, câu lạc bộ Thanh Hóa đã chiêu mộ được nhiều hợp đồng chất lượng, trong đó phải kể đến những cái tên như Rimario, Luis Antonio, Đinh Viết Tú, Nguyễn Thành Long, Phạm Trung Tỉnh hay thủ thành Ielinie. Đông Nam Á có tới 4 đại diện tham gia tranh tài ở môn bóng đá nam ASEAN 19, bao gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Myanmar. Trong số này, Olympic Việt Nam là đội duy nhất dừng bước từ vòng đấu bảng Ba đại diện còn lại sẽ giành vé đi tiếp theo suất của đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Theo phân nhánh của ban tổ chức, các đại diện Đông Nam Á gặp những đối thủ rất mạnh tại vòng 1 trên 8. Cụ thể, Olympic Thái Lan sẽ đối đầu với Olympic Iran, đội bóng đã thắng Olympic Việt Nam tới 4-0 ở vòng bảng. Trong khi đó, Olympic Indonesia sẽ gặp Olympic Uzbekistan. Ở giải đấu năm nay, Olympic Uzbekistan được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chiếc vô địch, nên cơ hội để đội bóng xứ vạn đảo gây bất ngờ là rất nhỏ. Đại diện còn lại là Myanmar cũng đụng đối thủ rất mạnh là Olympic Nhật Bản. Ở các sân chơi thì Nhật Bản luôn xếp vào nhóm đua vô địch nên cơ hội để Myanmar đi tiếp cũng rất khó. Ceden Sancho đang nhận án kỷ luật cực nặng từ MU do thường xuyên vi phạm nội quy của đội bóng và công khai chỉ trích huấn luyện viên Erik ten Hag. Do đó ngoài việc bị cấm thi đấu từ ngày 15 tháng 9, cầu thủ người Anh còn nhận nhiều án phạt nghiêm khắc từ ban huấn luyện Quỷ Đỏ. Ở thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Eric Ten Hag đã cấm Sancho tham gia vào mọi hoạt động của đội 1 MU vô thời hạn. Sancho hiện chỉ được tham gia tập luyện và sinh hoạt tại đội trẻ của MU. Trong trường hợp tình hình không chuyển biến, Sancho sẽ bị MU giao bán ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2024. Hiện cầu thủ này đang nhận được sự quan tâm từ một số câu lạc bộ của Saudi Arabia. Các bạn vừa xem bản tin bóng đá, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV. Truy cập vào địa chỉ vov vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau